Cả nhà mình cũng xin chào các chị. Cái cục này nó là xa số mấy nha các chị? Để cho một phát nha. Còn mấy bộ ống rộng dài em like cho cả nhà mình luôn nha cả nhà mình ơi. Còn mấy bộ ống rộng dài rất là đẹp luôn ạ. Cái này nó không có bông bự chứ ơi. Số 3 còn số 3 hết trơn bông luôn rồi chị, nó còn họa tiết cơ mà. Bộ em mặc cái chị lên giúp em mã kẻ ngọc nha các chị ơi, kẻ ngọc em còn được 1236. Kẻ ngọc em còn được 1236, bộ này 130.000 một bộ các chị đẹp. Em còn được tầm khoảng mười mấy bộ nữa em hết rồi, nên là chị nào thích bộ này các chị chốt nha. Bộ này đẹp, bộ em mặc là ống rộng dài các chị. Giá 130. Vải mặt rất là nhẹ và rất là bén luôn ha. Rồi bộ kẻ ngọc em đang mặc nha các chị ơi, em like luôn nha các chị. Nay tranh thủ like sớm. Ủa anh like nha. Em phụ việc dễ thương quá. Cảm ơn chị Trương Thành Phan. Kẻ ngọc xe số 1. Ok, em chốt cho chị Huy Lê. Bộ cổ chế tim mà thiêu bông bự là bộ nào ta? Là bộ nào chứ? Bộ em mặc là mã kẻ ngọc nha các chị ơi, 130.000, bộ này rất là đẹp luôn á. Bộ này em còn được mười mấy bộ à. Các chị đẹp nha, em chốt cái bộ này em thấy đẹp mà mát mà dễ mặc nữa. Lên giúp em bộ này bộ kẻ đỏ nha. Kẻ đỏ em còn được size 2 với size 3. Chị nhận được. Rồi rồi đẹp lắm. Em cảm ơn chị Nguyệt Nguyễn rất là nhiều. Lên giúp em bộ này bộ kẻ đỏ đi các chị. Kẻ đỏ em còn được size 2 với size 3. Giá 130.000 một bộ ha. Rồi chốt em mã kẻ đỏ. Rồi beo nâu. Beo nâu hiện tại là em còn được size 2 với size 6. Beo nâu là hiện tại em còn được size 2 với size 6 à. Rồi beo cam. Beo cam em còn duy nhất một bộ size số 5 các chị. 65-70 kg. Beo cam em còn duy nhất một bộ size số 5. 65-70 kg các chị đẹp chốt giúp em nha. Kẻ ngọc size số 6 chốt.
trơn. Cô Mai, Mai Phạm là cô Mai đúng không? Kẻ xanh size số 3. Không, em đang mặc là kẻ ngọc chết. Em đang mặc là kẻ ngọc. Còn bộ kẻ xanh là khác nha. Bộ kẻ xanh là bộ này nè. Đây là chị lấy kẻ xanh hay là kẻ ngọc? Chị Út Tràng ơi, bel cam size số 5 em chốt cho chị Hoa Lê. 51kg cao, chị cao bao nhiêu chị ơi? Chị 51kg, chị cao bao nhiêu cho em cái chiều cao. Lên với em bộ này là bộ kẻ xanh với chị em đang mặc là kẻ ngọc nha. Kẻ ngọc size số 3. Kẻ ngọc size số 3 cho chị Út Tâm. Ok chị Út Tâm. Lên với em bộ này là bộ kẻ xanh. Kẻ xanh, kẻ ngọc gì bộ nào cũng đẹp hết á chứ. Lên với em bộ này là bộ kẻ xanh với chị kẻ xanh. Rồi. Trời ơi, cái bộ này nó hot dữ lắm luôn á mày chết, nhí đỏ. Còn có một bộ size 3 à, chị nào size 3 chốt đi. Bộ này là bộ này là em chốt xong rồi, như là gọi không bắt máy hay gì cứ xả ra hoài nè mấy chị. Mà cái bộ này nó rất là đẹp nha. Nhiều khách mua lắm mà không có hàng á. Lên với em bộ nhí đỏ. Kẻ ngọc size số 5 em hot rồi chị Ánh Tuyết ơi. Kẻ xanh size số 3 em chốt cho chị Út Tâm. Chốt chàng cao 1m56 và nặng 51kg. Nếu như mà chị gọn người nha, eo tầm khoảng 72 trở lại thì chị mặc size số 1. Còn nếu mà bị chị tròn người thì chị lên size số 2 giùm em. Nhí đỏ cả nhà ơi, nhí đỏ size 3 cho chị Út Tâm luôn. Kẻ ngọc size số 2 cho chị Mẫu Đơn. Kẻ ngọc cao 1m57 hả chị? Kẻ ngọc 57 ký cao 1m6 hả? Kẻ ngọc 2 hả chị Bảo Anh? Chị Bảo Anh lấy kẻ ngọc 2 đúng không chế? Chị Bảo Anh là kẻ ngọc 2 đúng không chị? 1m6 và 57kg là chị phải gọn người, chị mặc mới vừa size số 2 nha. Và form này nó cũng gọn thôi nha chị. Form này là size số 2 là em tầm khoảng 77-78 trở lại á. Nói chung là gọn người chị Hoa Lê. Cái mẫu á, em cái bộ em đang mặc hết trơn size 4 và size 4 với size 5. Hiện tại em còn được mã caro không à chị? Còn được mã caro không à? Dạ em không có size 85kg chị. Dạ áo khoác em không có chị Hương Huỳnh ơi. Con đang mặc là kẻ ngọc nha cô. Con đang mặc là kẻ ngọc. Rồi cái này cái chị lên giúp giùm em là mã xanh ngọc. Xanh ngọc em chỉ còn duy nhất một bộ size số 3 luôn. Xanh ngọc em cũng còn duy nhất một bộ size số 3 luôn cái chị. Chốt em mã này mã xanh ngọc. Rồi đỏ nâu. Đỏ nâu em còn được size 3 với size 6. Nè cái bộ đỏ nâu này cũng đẹp nữa. Đỏ nâu em còn được bộ 3 với bộ 6. Cả nhà mình chốt giúp em nha. Có bữa nay có lên thun Mỹ luôn á chị, bữa nay em lên nhiều lắm. Tại vì mỗi một mẫu em còn một ít rồi, nó không có, nó còn không có còn đủ. Nên là em sẽ like cho cái chị mẫu nào còn ít thì mình lên ít nha. Rồi lên giúp giùm em mã này mã đỏ nâu cái chị. Đỏ nâu nha cái chị đẹp nhà em ơi, đỏ nâu. Rồi bộ này là bộ caro. Caro thì em còn được 2, 3, 4, 5, 6. Chốt em mã này mã caro cái chị. Caro của nó là màu như thế này nè. Rất là đẹp luôn ha. Lên giúp em mã này là mã caro. Chốt em caro. Chốt em mã caro. Rồi em đang mặc mã này mã kẻ ngọc. Kẻ ngọc hiện tại là em còn được size số 6 thôi cái chị. Kẻ ngọc là hiện tại em chỉ còn được size số 6 thôi nha. Rồi cái bộ này là bộ kẻ xanh nè. Bộ kẻ xanh này cũng đẹp nữa nè. Kẻ xanh thì em còn được 2, 3. Kẻ xanh là em còn được size 2 với size 3. Bộ em mặc kẻ ngọc là còn được size số 6 chứ. Rồi kẻ xanh là em còn được size 2 với size 3. Cái này em còn được có mấy bộ à. Cái chị đẹp nha em tranh thủ chốt đi. Ồ ống rộng dài. Rồi chốt giúp giùm em bộ này nha. Chốt em giúp em mã này là mã kẻ xanh. Chốt em kẻ xanh cái chị. Giải này mặc là bao thích luôn nha các chị đẹp nha em. Lên với em mã kẻ xanh với chị 130.000 một bộ chị. Chất vải thun co giãn 4 chiều ha. Mặc nhẹ mát thấm hút mồ hôi. Nói chung bộ này các chị mặc nguyên ngày các chị vẫn cảm thấy rất là thoải mái. Không có bị khó chịu. Giải đẹp. Lên với em cái này là không xù lông nha các chị ơi. Không rút luôn nha. Không nhăn luôn. Rồi lên giúp giùm em bộ này. Cái chị lên giúp em mã xanh ngọc. Xanh ngọc em còn được bộ size số 3. Xanh ngọc em còn được một bộ size số 3. Cả nhà chốt em mã xanh ngọc.
Em chào chị Hồ Quỳnh, em cảm ơn chị Hồ Quỳnh rất là nhiều. 1m765kg hả chị? 1m765kg em không có size của chị như chị Út Nguyễn rồi. Tại vì thường những chị mà 1m7 là em không có bảo đảm được cái chiều dài. Nhà chiều ngang thì có thể cái chị mặc vừa, nhưng mà chiều dài là em không có bảo đảm được. Bộ kẻ xanh 51kg, chị Út Tràng ơi, em tư vấn cho chị rồi đó. Bộ chị 1m56, 51kg, gọn người, eo 72 thì mặc size số 1. Còn không thì bộ này chị mặc size số 2 giùm em. Kẻ xanh hiện tại em còn được size 2 với size 3 nha. Chị chốt thì chị lên giúp em là kẻ xanh 2. Rồi chốt giúp giùm em. Em đã tư vấn size cho mình rồi thì mình coi cái số ký mình mặc được không chị. Rồi lên giúp giùm em bộ này là bộ xanh ngọc nha. Chốt em mã xanh ngọc. Xanh ngọc em còn được một bộ size số 3, 55, 56kg đến 60kg mặc vừa. Rồi bộ này lên giúp giùm em là bộ kẻ đỏ. Chứ em đâu có thấy tạng người của cái chị đây làm sao đâu. Cái chị hỏi em mặc dừa hay không thì em đâu có biết là dừa của cái chị là nó ở cái nào nha. Là em chỉ canh ở cái mức tương đối cho mấy chị thôi. Mình thấy mình ok, mình thích mặc thoải mái tí xíu, dừa thoải mái tí xíu thì lấy size số 2. 130 ngàn một bộ nha cả nhà. Em chào chị Nguyễn Hằng ạ. À, lên giúp giùm em bộ này là bộ kẻ đỏ các chị. Kẻ đỏ hiện tại em còn size 2 với size 3 luôn. Rất là đẹp quý chị ơi. Kẻ đỏ nha, kẻ đỏ em còn được size 2 với size 3 cho các chị luôn ạ. À, kẻ xanh size số 2 cho chị Út Trần. Dạ vải này là quá ok luôn rồi cô Mai, vải này đẹp lắm. Đây nè chị, bộ caro nè, bộ caro nãy em đưa lên rồi nè. Từ từ em mặc tới nha. Đây là bộ caro. Caro em còn được từ size 2 đến size 6. Rồi chốt giúp giùm em bộ này là bộ kẻ đỏ các chị. Kẻ đỏ em còn được size 2 với size 3 rất là đẹp. Chớ em kẻ đỏ. Rồi bộ này là lên giúp giùm em là bộ bộ đỏ nâu. Chớ em mã này mã đỏ nâu. Kẻ đỏ size số 3 cho chị Út Tâm. Giải này mà chị nào mà chê nữa là cái chị không có không có biết mặc, không có biết coi mặt vải rồi đó. Thật sự em nói với chị đừng buồn nha. Có nhiều chị á, là chê cái chất liệu vải này, là em nói thật là cái chị không có biết coi cái mặt hàng vải rồi đó. Mặc đồ ở nhà và mặc cái vải này là ok nhất. Đó giờ em bán AT đồ này kia cái chị mặc nó còn bị chảy ha. Còn cái vải này là không chảy không xù. Có chút xíu em lên cái tầng đó chị. Hết rồi chị Hoa Lê ơi, em chỉ còn cái mã caro đó là em còn size 4 là còn có 1 bộ duy nhất luôn á. Size 5 thì còn được 2 bộ. Rồi lên giúp giùm em đỏ nâu đi các chị. Đỏ nâu em còn được size 2 với size 6. Size 3 chứ. Đỏ nâu em còn được size 3 với size 6. Vải bên em bán mặt chất tấm với chị. Dạ em cảm ơn chị Quyên Hương rất là nhiều. Vải này á, là chị Tư em á, là chị nói á, là kiếm rất là khó nha. Kiếm rất là khó, nghĩa là khi mà hạt giả nhập về công nào á, là người ta ôm hết công đó à. Không có hàng này ở ngoài thị trường, các chị kiếm cũng rất là ít. Có thì nó cũng phải 80.000 một mét đó, 80-90.000 một mét. Rồi, chốt giúp giùm em ha. Mình muốn mua mẫu gì thì mình chịu khó mình theo dõi like giùm em đi chị nha. Chịu khó theo dõi like giùm em đi. Mẫu chơi mẫu gì cũng có, nhưng mà không biết là đúng ý mấy chị hay không thì mẫu thì em cứ lên liên tục cho các chị vậy đó. Bông rồi màu. Rồi bộ này lên giúp em bộ caro. Caro thì em còn từ size 2 đến size 6. Cái caro này đẹp nè chị. Cái caro này màu ở ngoài nó đẹp lắm. Caro size 4 cho chị Hoa Lê là em hết luôn. Caro size số 4 em chốt cho chị Hoa Lê. Rồi lên giúp giùm em caro. Hiện tại em còn được 2356 nha các chị. 2356 chú em mã caro. Rồi chú em mã này là mã beo nâu. Beo nâu em còn được size số 2 với size số 6 là em hết nha các chị ơi, là em hết cái mẫu này luôn nha. Beo nâu em còn được size 2 với size 6 rất là đẹp luôn. Chú em mã beo nâu. Giải này cái chị mặc là không xù lông luôn, không nhăn, không rút nha, rất là đẹp. Lên giúp em mã này mã beo nâu nha, cái chị beo nâu em còn được size 2 với size 6. Dạ em cảm ơn chị Xuân Võ. Beo nâu em không có size của chị nha, chị Như Ngọc ơi.
Size 63kg là size 4 là em hết luôn, không còn bộ nào hết đấy. Cái mẫu này không còn bộ nào size 4. À, em rút cái này xuống thì có thể chị sale cái này luôn đó. Cái này bộ ống rộng. Em còn bộ ống rộng nha các chị, ủa bộ giả váy nha các chị. Em còn bộ giả váy em sale cho các chị luôn. Bộ giả váy không. Nhưng mà bộ này là vải mỏng nha các chị. Bộ này vải không có dày. Nên là chị nào mà mặc được vải mỏng thì các chị chốt. Bộ này là giả váy. Bộ này là nó giống như thun AT, thun lạnh gì nè mấy chị. Nhưng mà vải mỏng không có dày. Venom size số 2 em chốt cho chị Út Tràng. Caro 47kg em hết rồi chị ơi, caro em hết size 1 rồi. 47kg cao mấy 25 trở lên thì mặc size số 1. Nhưng mà hết size 1 và size 2 về phải nhắn Ben vô. Bộ này là bộ giả váy, cái ống nó sẽ to hơn cái bộ ống rộng nha các chị à. Nhưng mà vải này thì mỏng hơn cái vải hồi nãy nha. Vải này nó mỏng hơn vải hồi nãy. Rồi các chị mặc cũng rất là mát luôn. Nói chung là vải này mặc được nha mấy chị ơi. Em nói mỏng để cho các chị đẹp nhà em á, là các chị biết trước nha. Còn chị nào á mà sợ á, là mình mặc không có được thì thôi các chị bỏ qua, các chị đừng chốt. Còn khách đã mặc quen rồi á, thì rất là ok nha. Nó rất là dễ. Bộ này là bộ giả váy giúp em lên với em. Bộ này là bộ beo đen. Bộ này em sale cho các chị đẹp nhà em toàn bộ này hôm bữa mình bán gì đó. 125. Rồi bộ này hôm nay em bán cho mấy chị 90.000, em còn có mấy bộ à. Cái chị cân nhắc kỹ đi rồi cái chị mua ha, để xuống like hỏi mấy bạn chốt đơn, mấy bạn không có biết đường để tư vấn đâu mấy chị. Beo nâu xe số 2 em hết rồi chị Huy Lê rồi. Rồi bộ em đang mặc cái chị lên giúp em là beo đen. Beo đen nha, beo đen em đang mặc là còn được size 1 với size 2. Em sale cho mấy chị còn 90 ngàn. Rất là đẹp luôn, chị nào đó. Beo đen nha, beo đen em chỉ còn được size 1 với size 2 thôi chứ ơi. Chốt em mã beo đen nha. Rồi, cái này là beo vàng. Beo vàng còn size mấy? Beo vàng là 1. 1 với 4. 1 với 4, 5. Rồi, beo vàng em còn được size 1, size 4 và size 5. Chị Hoa Lê lấy beo vàng đi. Chị Hằng Nguyễn lên giúp giùm em cái size nha chị ơi. Beo đen kèm size giúp em nha. Cái chị lên mã đồ kèm size giùm em 90.000. Cái chị đẹp nhà em rất là đẹp luôn. Cổ này em may cho cái chị cổ sẫm nha. Cổ du sẫm rất là đẹp. Rồi chốt giúp giùm em bộ này là bộ beo vàng. Beo vàng size số 4 em chốt cho chị Hoa Lê. Hàng sale cái chị cân nhắc kỹ giúp em nha. Hàng sale là em không có hỗ trợ đổi trả nha. Không có tắt đơn nha. Rồi lên giúp giùm em bộ này là beo đỏ. Beo đỏ hiện tại em còn duy nhất một bộ size số 5. Chốt em mã này là mã beo đỏ, cái gì beo đỏ. Rất là đẹp. Beo đỏ, beo vàng em hết size số 5 rồi chị Lý Hương rồi. Ủa beo vàng còn 5 hả? À beo vàng size số 5 cho chị Lý Hương em xin lỗi. Beo vàng size số 4 còn bộ nào không em hết rồi chị. Beo vàng 4 em hết rồi chị Duyên Ngọc ơi. Dung Nguyễn là bơm hàng không có bán lại nữa nha chị. Beo đỏ size số 5 cho chị Hoa Lê 90.000, bộ này em xem cho mấy chị còn 90.000 một bộ. À, chị Dung Nguyễn mua một bộ đồ à, nè em đọc lại cho chị nghe ha. Chị mua một bộ đồ nhưng mà chị đòi thử. Bên em giao hàng là em có nói em cho cái chị kiểm tra hàng, chứ ai đâu mà giao hàng tới mà bán hàng online mà cho mấy chị thử. Rồi đó là bưu tá không cho thử. Rồi bỏ đi vô nhà một nước luôn, không có nói năng gì hết trơn. Chế mua hàng như vậy mới chế, nếu như mà mình kỹ tính quá đó mấy chị, mình kỹ tính quá mình sợ người ta lừa, hoặc là mình mua hàng online mà mình sợ đủ thứ hết trơn á, thì thôi cái chị ra ngoài chợ cái chị mua, hoặc là cái chị đi mai trực tiếp đi nó sẽ dễ hơn nha. Chứ mua hàng online thì đôi lúc nó có cái này cái kia mấy chị. Beo em hết rồi nha mấy chị ơi, beo vàng hiện tại chỉ còn số 1 thôi.
Beo đen em đang mặc thì còn được size 1 chứ size 2. Cái này các chị lên giúp giùm em là xanh Cuban. Xanh Cuban là còn mấy? Xanh Cuban là 1, 2, 4, 5. Rồi xanh Cuban này em còn được 1, 2, 4, 5. Các chị đẹp chốt em mã xanh Cuban. Xanh Cuban em còn được 1, 2, 4, 5. Các chị đẹp chốt em lên từng bông rồi em có báo size luôn đó chị. Nghe giùm em đi chị. Xanh Cuban ha, xanh Cuban em còn được 1, 2, 4, 5. Các chị đẹp chốt giúp giùm em là xanh Cuban. Rồi, bộ này là lên giúp em bộ xanh ngọc. Đây, riêng cái bộ xanh ngọc này á, là nó mỏng mấy chị nha. Bộ này là nó mỏng, gọi là mỏng so hơn so với những cái bộ khác. Bộ này em vừa bán, em vừa tặng cho các chị. Em nhắc lại nha, bộ này á, là nó không có dày nha, bộ này là không có dày. Nè, hả? Bộ này em vừa bán, em vừa tặng cho các chị. Bộ này giá 60.000. Chị nào mà mặc, cảm thấy mặc được thì các chị chốt nha. Em báo trước nha cái chị đẹp nhà em hả? Em báo trước nên là chị nào mua được thì cái chị mua 60.000. Để mua về mất công á là cái chị lại nói không được. Xanh Cuban em cho 4 em chốt cho chị Hoa Lê. Chị Lý Hương là được một bộ hay gì đó chị? Được một bộ một bộ beo vàng xanh số 5 đó chị Lý Hương. Xanh Cuban xanh số 4 còn không bác? Em chốt cho chị Bùi Ánh. Cái bộ xanh ngọc này họa tiết rất là đẹp cái chị nha. Nhưng mà các chị mặc á, thì nó cũng không có thấy gì đâu. Tại vì em mai lại mai quần giả váy chị không? Em mai quần giả váy có nghĩa là cái form, cái tùng quần của mình á, nó rộng ra nên là các chị mặc á, thì nó nhẹ, nó mát thôi chứ cũng không có thấy gì hết. Để em mặc cái màu xanh ngọc vô cho các chị. Xanh Cuban xanh số 4 còn cái đồ. Xanh Cuban xanh số 4 cho chị Út Tâm. Chị Út Tâm ơi, chị từ size 3 mà lên size 4 mà mua hàng sale thì về có gì nhấn bên vô giùm em nha chị ơi. Nhấn ben vô giùm em nha. Hàng sale là em không hỗ trợ đổi trả. Vấn đề mà chọc mấy chị đẹp nhà em nha. Rồi rộng thì cái chị bóp vô giúp giùm em. Và em không hỗ trợ tắt đơn. Nên là cái chị nghe kỹ giúp giùm em là mình chốt. Xanh ngọc em hết size số 3 rồi chứ ơi. Chị Mai Lương ơi, chị Mai Lương vui lòng cho em cái mã đồ nha. Chỉ một bộ 60kg em không biết lấy gì chị bộ nào hết hết chứ. Đây em mặc cái bộ xanh ngọc vô cho các chị xem nè. Có nghĩa là ở bên trong em mặc cái một cái đen nhưng mà nó không có thấy gì hết trơn á nha mấy chị. Rất là đẹp luôn. Còn cái chị giở lên thì lúc nào cái chị cũng thấy cái vải nó mỏng hết nha. Em nói trước để thôi là về cái chị lại kiểm tra hàng, cái chị lại nói rồi sao giả nó mỏng mặc không được, mặc thử đi rồi sẽ biết nó được hay không. Rồi lên giúp em mã xanh ngọc nha. Xanh ngọc này là em còn được size số 1. Cái máy 1, 2, 4, 5, 6. Lên giúp em mã xanh ngọc. Em vừa bán vừa tặng cho cái chị bộ này 60.000. Xanh ngọc không có size số 3. Xanh ngọc size số 4 em chốt cho chị Như Ngọc. Xanh ngọc size số 2 em chốt cho chị Nguyễn Lương. Chị Mai Lương chốt cái gì không có hiểu. Nguyễn Trần Như Ngọc thuê bao ngày 13 tháng 7 không bắt máy ngày 21 tháng 7. Hàng sale mua dùm cho em gái không chịu ngày 2 tháng 12. Rồi chị Nguyễn Trần Như Ngọc cọc cạc em chốt lại, còn nếu không thì em không có chốt lại hàng sale nữa nha chị ơi. Chị mua cho chị đi, sao mua cho em gái gì chị. Cái này chắc ăn chốt không, chắc ăn chốt thì em lấy nha, tại vì xả hết 2 lần mà xả hết 3 lần ở trong đây luôn rồi nè. Cua thì chắc ăn giùm em nha mấy chế ơi. Xanh ngọc xanh số 5 cho chị Lý Hương. Xanh ngọc xanh số 2 mình còn không em? Còn chị. Xanh ngọc xanh số 2 em chốt cho chị Phan Điệp. Riêng cái bộ xanh ngọc này em sale cho các chị là 60.000. Còn mấy cái bộ kia là nó là 90.000. Chị, bộ xanh ngọc này vừa bán vừa tặng nha, vừa bán vừa tặng. Không có size số 3 chị. E78 thích mặc ôm thì lấy size số 2 nha chị ơi. Cho kèm theo cân nặng chiều cao thì em cho chị ăn thử. Cơ bản nhất vẫn là cân nặng và chiều cao nha chị. Xanh ngọc size số 4 còn đấy. Còn. Xanh ngọc size số 4 cho chị Nguyễn Nguyễn. Ngọc 4 còn mấy bộ em? Ngọc 4 em chốt cho chị Trần Tiếp Mai. Không có số 3 chị. Xanh ngọc 4 em chốt cho chị Hoa Lê. Xanh ngọc 4 chốt cho chị Phù Du là em hết. Xanh ngọc 6 cho chị Nga Ngọc. Xanh ngọc 6 em hết à. Hiện tại là em còn xanh ngọc 1 hả? 1, 2, 5.
phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Hiện tại là xanh ngọc em còn được 1-2 năm cả nhà. 6 em hết nha chị Quỳnh, đăng ký thôi. Xanh ngọc xanh số 5 cho chị Linh Chi. Là em hết xanh ngọc 5, xanh ngọc 4 em hết chị. Xanh ngọc 1 cho chị Mỹ Thanh. Là em hết xanh ngọc 1. Đúng rồi. Rồi bây giờ em chỉ còn xanh ngọc 2 thôi cả nhà. Mà xanh số 3 như chị Minh Thư ơi. Mà xanh số 3 69 cm 55 trở lên. Mà xanh 4, mà xanh 3 chị Sam Sam ơi. Vải măng gồi em còn. Chị An Thịnh mặc xanh số 2. Mấy 64 nặng 53 kg. Chị mặc chuẩn xanh 2 đó chị. Em 77-78 mà mặc xanh 2 luôn là ok luôn đó. Bộ xanh ngọc là 60.000 chị nha. Xanh ngọc em hot rồi cả nhà ơi. Xanh ngọc em chỉ còn xanh 2 thôi. Xanh ngọc xanh 2 62 kg. Mặc xanh dừa chị Vũ Thủy. Xanh 2 nó có 55-56 kg. Mà chế chứ 62 kg. Chứ sao mặc xanh 4 nha. Xanh ngọc em hot xanh 5 của chị luôn là chị Hồng Phúc Thịnh đây. Xanh ngọc xanh số 5 em hot luôn chị. Xanh ngọc 1 em hot luôn. Hiện tại bây giờ em chỉ còn xanh ngọc 2 thôi. Còn bé 67 nặng 50 kg mặc xanh 1. Beo vàng xanh số 1 chốt cho chị Huy Lê. Beo vàng, cái bộ beo vàng này thì giá nó là 100, ủa anh giá nó 90 nha chị Huy Lê ơi. Chị có riêng cái bộ xanh ngọc này thì em sale cho mấy chị hả? À, cái chị thấy không, em mặc vô là không có thấy cái gì hết trơn á. Nhưng mà cái chị dở lên chứ chị sẽ thấy cái vải nó mỏng nha. Em nhắc trước nha cái chị bộ xanh ngọc nha. Nhưng mà cái chị mặc là không thấy gì hết và vải nó rất là mát. Mặc không hề thấy một cái gì luôn á mấy chị, thật tình luôn. Em mặc ở trong cái quần đen á nha, em mặc ở trong là nó cái quần đen á. Tại vì á là có một số chị á là nói sao mà vải này nó giống như cái bộ ngọc này nè, so với những cái bộ khác như so với bộ beo vàng nó lại nó mỏng hơn nha. Đó, thì em giải thích cho mấy chị đó, để khi mà nhận hàng thì mấy chị có dở ra cái chị xem á thì cái chị mặc giùm em đi, chứ đừng có dở ra coi. Dở ra mà vải mà đưa lên mà không có thấy cái gì hết trơn á là mặc không có chịu nổi đâu. Nó đâu có thấm khí đâu. Mặc lực sao chịu nổi. 1m7 73kg là mặc size số 5 chị Quỳnh Như Lê. Nhưng mà 1m7 là em không có bảo đảm cái chiều cao đâu chứ. Không có bảo đảm cái chiều dài. Xanh ngọc 1 còn 1 bộ mới chứ ơi. Xanh ngọc 1 em còn 1 bộ nữa. Vậy là xanh ngọc em còn được size số 1 với size số 2 ha. Beo vàng hiện tại là em chỉ còn size số 1 thôi quý chị. Beo đen hồi nãy em mặc đó là còn được size 1 với size 2. Xanh ngọc size số 5 em hết là chị Lý Hương rồi. Xanh ngọc em còn được size 1 với size 2. Beo vàng thì em còn duy nhất size số 1. Beo đen hồi nãy em mới cởi ra đó là còn được size 1 với size 2 chị nha. Bộ này thì 90.000, bộ beo vàng là 90.000, bộ xanh ngọc đó là em bán cho mấy chị là 60. Chị nào mà có một bộ thì vui lòng chốt từ 2 bộ trở lên giúp em nha mấy chị ơi. Chứ mua một bộ đồ có 60.000 mà gọi điện thoại nhiều khi mấy chị không cho em đi, tội nghiệp em lắm. Còn chị nào mà cảm thấy mua một bộ mà đi sợ tốn 20.000 tiền phí ship thì các chị cứ xả trực tiếp ở trên live giùm em luôn nha. Rồi lên giúp em bộ này là bộ xanh Cuban. Xanh Cuban là em còn được 1, 2, 4, 5. Xanh Cuban em còn được 1, 2, 4, 5. Beo vàng size số 1 cho chị Mỹ Thanh. Xanh ngọc size số 1 cho chị Nguyễn Đào. Size số 1 là 50-51kg nha mấy chị ơi, dễ thun chị. Xanh Cuban xe số 5 cho chị Đặng Thu. Lên với em là xanh Cuban nha chị. 90.000, bộ em mặc là 90.000 nha, xanh Cuban. Nghe kỹ giá giúp em nha, chị nào mà sợ tính lộn giá tiền thì cái chị lên luôn cái giá tiền giùm em. Hết xe số 3 rồi chị, mẫu này em không có còn xe số 3. Rồi lên giúp giùm em là xanh Cuban nha chị. Xanh Cuban em còn được size số 1, số 2, số 4 và số 5. Cô ba năm cho chị học Phúc Thịnh. Là em hết cô ba năm, em còn 1, 2, 4 cả nhà. Cô ba em còn được 1, 2, 4. Cái chị đẹp chốt em cô ba nha. Rồi là em hết nha chị ơi, em hết rồi. Rồi em lên cho cái chị một bộ giả váy. Cái này, giả váy đây nè. Em lên cho các chị một bộ giả váy hàng cao cấp nha các chị ơi. Nhưng mà em cũng sale cho các chị luôn. Bộ thiêu cổ lộng rất là đẹp. 45kg mặc hơi thoải mái nha chị Bùi Dường nha. Về phải nhắn ben vô chị. Cô Banh 4 em chốt cho chị My Nguyễn. 65kg cao mét 55 trở lên là mặc size số 4 nha chị Cúc Nguyễn nha. Mặc size số 4 chứ. Rồi em lên cho các chị một mà bộ quần giả váy dài nha cả nhà. Quần giả váy dài mà hàng cao cấp nha. Chất liệu vải thun Hàn Quốc và thiêu trực tiếp cổ luôn.
bộ đó em còn lẻ size, em sẽ sale cho cái chị bộ đó luôn. Quần giả váy. Cô anh sơ số 1 em chốt cho chị Nguyễn Đào. Ok chị Nguyễn Đào. Là hết cô anh 1 luôn hả? Dạ còn. Giờ còn size 1. Hết size 3 rồi chị ơi, mẫu khác thì có size 4, cô anh 4 còn không đấy? Hết rồi. Cô anh 4 hai cô là chị Nguyễn Nguyễn ơi. Xanh Ngọc và cô ban xe số 1 cho chị Quỳnh Thúy. Cô ban xanh Ngọc. Chị ơi, xanh Ngọc em hết xe 1 rồi. Em còn được beo vàng. Ủa, em còn được beo đen. Xanh xe 1 em còn beo đen với xanh cô ban được không? Cái bộ beo đen cũng đẹp đó chị Quỳnh Thúy. Chị Quỳnh Thúy khách mới hả? Khách mới cho lại giúp em số điện thoại chứ ơi. 2468 có 9 số à. Số điện thoại của chế có 9 số à. Lên giúp em số điện thoại nha. Rồi bộ này các chị nha, bộ này là chất liệu vải thun Hàn Quốc, vải này là vải xịn nha các chị, vải này là vải cao cấp đó. Rồi bộ này là bình thường em bán cho mấy chị là 180, cái này hôm bữa mình sale còn 155 hả, 160, em sale cho mấy chị còn 160.000 các chị. Bộ này là đẹp nha. Chị Quỳnh Thúy em chốt cho chị được một bộ màu xanh coban thôi nha chị ơi. Chị Kim Đào ơi, ủa ống rộng là size 3 là em còn. Chị hỏi em ống rộng hay là quần giả váy. Chị hỏi em ống rộng, ống rộng là cái mẫu em lên trước nữa nha, em lên đầu like á, là mẫu đó là mẫu ống rộng. Cô ban size số 2 còn không bé? Còn chị. Cô ban size số 2 em chốt cho chị Mỹ Lệ, xanh ngọc size số 2 còn luôn đúng không? Dạ còn. Ok chị Mỹ Lệ, em chốt cho chị Mỹ Lệ hai bộ nha. Bộ xanh ngọc đó là có 60.000 nha chị Mỹ Lệ ơi. Có. Em chốt cho chị Mỹ Lệ là bộ cô ban là 90, còn bộ xanh ngọc là em bán tặng cho mấy chị giá 60.000. Ống rộng size 3, ống rộng size 3 là em còn được mã xanh ngọc đỏ nâu. Em đọc size 3 cho chị nha, xanh ngọc đỏ nâu caro, kẻ đỏ kẻ xanh. Size 3 em còn được 4 họa tiết đó chị, 5 họa tiết chứ. Xanh ngọc be đỏ nâu, caro nha, kẻ đỏ với kẻ xanh. Không, hôm nay em có like bà ba chứ ơi. Rồi, bộ này em sale cho các chị đẹp nhà em nha, 160 các chị rất là đẹp luôn. Bộ này là chất liệu vải là thun Hàn Quốc to giãn 4 chiều các chị nha. Mặc rất là thoải mái luôn. Rồi, cái này là em thiêu lộng cho các chị cổ và em thiêu bông luôn. Đó. Rồi, bộ này là giá 160, bộ này là quần giả váy luôn, quần thì có hai túi hai bên. Lên giúp em bộ em đang mặc là mã xanh lá. Em đang like cho cái chị là quần giả váy nha. Bộ em mặc là quần giả váy đó chị. Chỗ em mã này là mã xanh lá, kèm size giúp em đi cái chị 160. Chỗ em mã xanh lá nha. Xanh lá. Không nha chị Linh Chi, không có còn nha chị. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã vàng nha các chị ơi, vàng tươi. Cái này là bông vàng, lên ủ anh nền vàng lên cái bông màu tím rất là đẹp luôn. Rồi, xanh lá mình còn xanh mét đó. Xanh lá là 2, 3, 4, 5, 6. Xanh lá 3, xanh lá 2 cho chị Phan Điệp. Xanh lá 3 cho chị Duyên Trần. Xanh ngọc xanh số 1 em hết rồi, chị Nhân Hồ. Xanh lá 4 mình còn mấy? Còn. Xanh lá 4 cho chị Cúc Nguyễn. Xanh ngọc xanh số 2 cho chị An Thịnh. 60.000. Chị Khúc Nguyễn khách mới lên giúp giùm em số điện thoại. Chị Khúc Nguyễn lên giúp giùm em số điện thoại nha chứ ơi. Vàng 5 còn bé. Vàng 5 em chốt cho chị Hồng Phúc Thịnh, xanh lá 3 còn. Ừ, có điểm. Không, bữa nay không có lên bà ba chứ.
Ngọc xe số 2 em còn nha chị Nhân Hồ. Em thấy số điện thoại của chị Cúc Nguyễn. Chị Như Ngọc, chị Như Ngọc là mai mốt là em sẽ không có chốt lại cho chị Như Ngọc nữa nha. Mua hàng xả không, mua hàng xả không mà gọi, một là gọi không bắt máy, hai là xả đơn. Thủy Khoa không có xanh lá ba chứ. Chị Như Ngọc, mai mốt chị Như Ngọc qua shop khác đó, chị Như Ngọc mua đi. Phải mua em học bán mất công lại phiền lòng. Xanh Ngọc 60kg hả? Chị My Nguyễn là lấy xanh Ngọc 4 hay là xanh Ngọc 3 chứ? Xanh Ngọc 3 hả? Xanh Ngọc em hết luôn rồi chị My Nguyễn ơi. Cái mã xanh Ngọc là em hết rồi nha. Chị My Nguyễn là lấy bộ nào vậy? Xanh Ngọc 60k em hết rồi. Xe lá xe số 3 hết rồi chị Mỹ Thu ơi. Chị Nhân Hồ, em chốt cho chị Nhân Hồ xanh ngọc xe số 2. Rồi lên giúp em mã này là mã vàng tươi đi các chị. Vàng tươi nha. Lên giúp em mã này là mã vàng tươi. Rồi bông tím em còn có một bộ duy nhất xe số 4 à. Bông tím em còn duy nhất một bộ xe số 4 đó chị. Bộ này tầm khoảng 61-62kg nha, đến 65-66kg mặt giường. Lên với em bộ này là mã bông tím. Em còn có một bộ duy nhất. Lên giúp dùm em bộ này là bộ bông tím nha các chị, bộ bông tím. Rồi bộ này các chị lên giúp dùm em là mã đẹp. Mã đẹp các chị. Chốt em mã đẹp nha, 2452. Mã đẹp em còn được size 2, size 4 và size 5. Bông tím size số 4 em chốt cho chị Rudy Bắc. Chị Rudy Bắc là khách mới hả chứ? Khách mới thì chị khó lên cân nặng chiều cao với em nha. Xanh ngọc ống rộng em chỉ còn size 2 thôi chị Kim Đào ơi. Bộ em mặc là 160 nha các chị ơi. Bộ em mặc là 160. Chị Kim Đào xanh ngọc ống rộng size số 3 là bộ 130 đúng không chị ơi, phải không? Chị chốt thì lên giúp giùm em là xanh ngọc 3 đi. Bộ ống rộng 130.000. Size số 5 còn có bộ caro không à chị Út Thu Trần. Đẹp 4 cho chị Cúc Nguyễn. Còn không? Hết rồi chị Út Thu Trần ơi, size 5 là em chỉ còn có bộ caro không à chị. Đẹp 4 chị mới đọc cho em. Rồi đẹp 4 là em chốt cho chị Cúc Nguyễn. Chị Rudy Bắc ơi, chị 1m55 60kg, chị mặc size 4 bị rộng nha. Chị có lấy không? Bộ bông tím á. Bộ đó là chị mặc rộng đó. Chị có lấy không? Lấy thì em chốt. Tại vì hàng sale rồi em không có hỗ trợ đổi trả nữa nha chứ. Rồi chốt giúp chùm em bộ này nha các chị. Chị đồng ý bóp vô thì em lấy cho mình. Còn không thì chọn qua mẫu khác đúng sai các em. Ok chị Kim Đào. Bộ xanh ngọc ống rộng 130. Bộ trên cùng. Trọng màu chưa có hàng chứ ơi. Đang mai. Lên với em bộ này là bộ bi cả nhà. Bộ bi rất là đẹp luôn. Bộ này em còn từ size 3 trở lên. Chớ em mã bi nha. Mã bi em đang mặc là xanh lá. Một bộ em vẫn gửi bình thường chị. Em chỉ sợ mấy chị là có nhiều chị mua một bộ là nó tốn 20.000 phí ship không cho em gửi thôi. Chứ mấy chị đồng ý là em gửi hết nha. Rồi giả bấy em không có size 80kg chứ. Chị Rudy Bắc ơi, chị biết cái chính xác cái vòng eo á thì chị cho em cái vòng eo. Còn không thì theo cân nặng chiều cao của chị á là chị mặc size số 3. Còn nếu mà chị tròn người thì chị mặc size số 4 là ok nha. Rồi em tư vấn cho chị rồi đó là size số 4 á là chị mặc nó sẽ hơi thoải mái tí xíu. Thì ok vừa, nếu mà chị đồng ý có rộng tí xíu chị bóp vô thì chị lấy. Còn cân nặng và chiều cao của chị thì em chỉ tư vấn cho chị là mặc size số 3. Còn mình lớn tuổi hoặc là mình hơi tròn người mình thích mặc thoải mái thì lên size số 4 là ok rồi đó chị. Còn em 90 là thường em sẽ canh lên size số 5 nha. Nhưng mà size số 5 là chị mặc bự lắm.
mà size số 4 giùm em là ok rồi. Rồi lên giúp giùm em mã bi. Đồng ý rộng tí xíu bóp vô thì mình lấy, còn không thì xả ra giùm em. Rồi lên giúp giùm em bọn này là bộ beo đi các chị. Chốt em mã này là mã beo. Còn chị cho cái eo chị 90 là em không biết chị cho chính xác cái eo hay là cái bụng ha, em không biết. Nên là em không có, em chỉ dựa vào cân nặng chiều cao của cái chị là chủ yếu. 160.000 một bộ các chị. Cô Nga nhận đồ rồi, đẹp lắm phải, ok con cảm ơn cô Nga rất là nhiều. Bộ đang mặc là bộ xanh lá, em còn size số 2 đó chị. Còn nữa không? Bộ em đang mặc là mã xanh lá. Bộ này là bộ giỏ váy, giá 160.000 em sale cho mấy chị còn 160, rất là đẹp luôn. Thiêu trực tiếp đó các chị, cổ thiêu lộng rất là đẹp. Cái bộ xanh lá này ở ngoài đẹp lắm. Lên giúp em bộ này là bộ beo nha. Chị Trần Thị Hoa mặc size số mấy chị? Lên size đi rồi em báo cho nha. Mấy chị lên size đi, còn thì em báo, còn á thì em chốt, còn hết thì em nói. Xanh lá size số 2 em chốt cho chị Mỹ Thu. Rồi chốt em bộ này nha các chị. Chốt em màu này là màu xanh bơ. Chốt em mã này là mã xanh bơ các chị, xanh bơ rất là đẹp luôn. Xanh bơ nha. Rồi, của chị Rô đi bắt không chốt. Xanh lá size số 2 cho chị Kiếp Tim Eo. 60kg cao 1m55 thì mặc size số 3 nha chị. Rồi lên giúp giùm em bộ này các chị. Sọc vàng rất là đẹp luôn. Sọc vàng còn bộ bên em nãy xem mấy cái thôi. Rồi sọc vàng này em chỉ còn có size 1 với size 3 thôi các chị. Sọc vàng này em chỉ còn size 1 với size 3 thôi nha. 160 các chị đẹp ơi, rất là đẹp luôn. Xanh bơ size số 5 còn không đấy? Xanh bơ 5 em chốt cho chị Đặng Thu, ok chứ Đặng Thu. Sáu chục ký cao 1m55 là size 3 chị Trần Thị Hoa. Chị ngoại Nguyễn con nặng chiều cao đi chế rồi tư vấn size cho. Rồi lên giúp em bộ này nha các chị. Bộ này lên giúp em bộ sọc vàng rất là đẹp luôn nè. Sọc vàng em còn được size 1 với size 3. Em cân cho mấy chị á, thì nó cũng không có tương đối thôi mấy chị. Shop bán online shop nào cũng vậy hết trơn á nha. Shop nào người ta cũng canh theo cân nặng chiều cao là chủ yếu. Có nhiều em là hỏi chỉ mấy chị còn cân nặng, còn cân nặng chiều cao đó. Có nhiều shop người ta chỉ bán vào chiều cân nặng thôi. Còn về mặt vừa, mặt rộng, mặt chật gì là tùy mấy chị tự chỉnh. Xin bơ size số 4 em chốt cho chị Khánh Huyền. Chị Khánh Huyền lên giúp giùm em số điện thoại chị. Bơ 4 cho chị Khánh Huyền lên giúp em số điện thoại nha. Chị Duyên Trần chốt mã gì vậy chứ? Cái gì vàng vậy chị ơi, đừng có viết tắt, có chị viết ra giúp giùm em ha. Nãy giờ em không có lên mã x vàng là sọc vàng hả? À sọc vàng 3, rồi ok, ok, hiểu rồi. Rồi sọc vàng 3 cho chị Duyên Trần. Lâu lâu nó bị đơ, mấy chị viết tắt em nhìn vô em không hiểu. Rồi sọc vàng em chỉ còn size số 1 thôi các chị, 60kg cao 1m55 trở lên là mặc size số 3 nha chị. Rồi bộ em đang mặc mã sọc vàng 51-52kg trở lại cái chị đẹp nha, em mặc vừa cao 1m55 trở lên. Bộ em mặc là 160 chị. Em chào chị Nguyễn Thủy Linh. Rồi chốt giúp giùm em bộ này là bộ sọc vàng. Sọc vàng hiện tại em chỉ còn duy nhất một bộ size số 1 ha. 51-52kg trở lại cái chị đẹp nha, em mặc ok. Chốt em mã này mã xanh bơ nè cái chị, xanh bơ. Beo còn 3 thôi đó chị. Beo còn 3 nha chị ơi. Chị Trần Thị Hoa chốt thì lên giúp em beo 3 và kèm theo số điện thoại ở phía sau giùm em luôn nha chứ. Rồi lên giúp giùm em màu này màu xanh bơ đi cái chị. Chốt em mã xanh bơ. Em là 1m58 nha cái chị. Em 49kg. Rồi chốt giúp giùm em bộ này. Lên giúp em màu xanh bơ cái chị, xanh bơ. Lên với em mã xanh bơ. Dạ em không có size của chị rồi chị ngoại Nguyễn ơi. Em có size tới 75-77kg. Bộ này tầm khoảng 77-78kg trở lại là tối đa hả chị. Lên giúp em bộ này là bộ beo các chị ơi. Chốt em mã beo nha. Lên giúp em bộ này là bộ beo các chị. Bộ giả váy này dễ mặc lắm nè chị. Lên giúp em bộ beo ạ. À.
có màu đen mà mặc cho chế coi chứ. Em đang lên bông rồi, nãy giờ đâu có cái nào màu đen đâu. Chốt em mã beo. Xuất sắc luôn nha các chị đẹp nhà em. Rất là đẹp. Chị mặc size số 3 nha chị Phạm Thanh Thảo ơi. Beo số 3 em chốt cho chị Trần Thị Hoa. Cái chị đen á là em có cái mẫu khác các chị nha. Em có cái mẫu khác, màu không là mẫu khác. Mét 6372 ký mặc size số 5 chứ. Mét 6372 ký mặc size 5. Bộ này chị mặc size 5 vừa. Chị cao. Lên với em mã bi. Bi em còn được size 3 với size 5. Đây bộ bi này cũng rất là đẹp nè. Bi em còn được size 3 với size 5. Cái chị đẹp chốt em mã bi nha. Bi cái chị đẹp lắm. Chất vải là co giãn 4 chiều ha. Chất vải dày dặn, cái chị mặc rất là ok. Nói chung vải này đẹp nha, thun Hàn Quốc. Mặc mát mẻ. Rồi lên giúp giùm em bộ này là mã bi cái chị. Bi em còn được size 3 với size 5. Cái chị chốt em mã bi. Bi size 5 em chốt cho chị Thanh Mai Phan Thị. Bỏ ống rộng 130 hả chị? Bỏ ống rộng 130. Em còn hồi nãy còn size 2 không biết thị. Size 2 hình như là còn được kẻ đỏ với caro với lại là kẻ xanh hả chị? 160.000 một bộ nha chị Hoa Hoàng ơi. Không, bữa nay chắc em không có lên mango chị. Bi 5 mình còn không biết. Bi 5 em hết rồi chị Út Nguyễn ơi. Bi 3 em chốt cho chị Trinh Nguyễn. Rồi lên với em mã này mã đẹp cái chị. Mã đẹp còn sao đấy. Mã đẹp em còn được size 2, size 4 và size 5 chứ chị. Mã đẹp là em còn được size 2, size 4 và size 5. Trăm 60.000. Bộ này cái chị mặc đẹp lắm. Dáng chị nào tròn tròn người mặc mấy bộ này sang lắm nha các chị. Lên giúp giùm em mã này nha các chị ơi. Mã này lên giúp giùm em là mã đẹp. Lên giúp em là đẹp. Đẹp kèm size giúp em ạ. Đẹp em còn được 2, 3, 5, 2, 3, 5, 6, 2, 4, 5. Đẹp em còn được 2, 4, 5. Kẻ đỏ size số 2 em chốt cho chị Nhân Hồ. Là em hết kẻ đỏ 2 luôn. Bổ rộng 130. Rồi lên giúp chị em bộ này là mã vàng. Vàng tươi của chị ơi. Nền vàng lên bông màu tím quá đẹp luôn. Lên giúp em mã vàng. Đơn này là em xuống like là mấy bạn nhà em gọi điện chốt đơn luôn nha. Nên là các chị có đơn hàng thì nhớ để ý điện thoại giúp giùm em nha các chị đẹp. Vàng lên bông tím rất là đẹp luôn nè các chị. Rồi chốt giúp giùm em mã này là mã vàng đi các chị, mã vàng. Vàng kèm size giúp em luôn cả nhà mình ơi. Lên cho em mã vàng. Vàng này em còn được 1 đủ size không bé? Rồi vàng này em còn đủ size cho mấy chị luôn nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hết 2 rồi. 1, 3, 4, 5, 6. Ủa hết rồi hả? Rồi em hết rồi đó mấy chị ơi. Em hết họa tiết luôn rồi đó. Vàng size số 2 cho chị Thi Thi. Ủa vàng 2 hết chị Thi Thi ơi. Xin lỗi mới báo hết. Chị quên. Chị Khánh Huyền lên giúp giùm em số điện thoại. Chị Khánh Huyền ơi, khách mới chưa có số điện thoại, lên giúp em số điện thoại chứ đẹp ơi. Vàng size số 4 cho chị Hướng Dương. Vàng size số 1 cho chị Ngọc Phạm. Chị Út Nguyễn cân nặng chiều cao bao nhiêu vậy chị ơi? Em thấy chị có lúc chị chốt size 4, có lúc chị chốt size 5. Là chị mặc size nào vừa ạ? Vàng 70kg cao mét 55 trở lên là mặc size 5 là ok nha chị Thu Kim ơi. Vừa nha chị. Rồi em lên cho các chị bộ
Giả mấy lỡ bông nha. Chị Khánh Huyền còn ở trên live thôi chứ, còn trên live cho giúp em số điện thoại nha. Không có số điện thoại là em không có gọi chốt đơn được chứ chết. Để hôm qua 2-3 ngày sau đó, chị lên mấy chị khiếu nại sao không gọi chốt đơn nha. Không có số điện thoại là không có chốt đơn được. Bên em là gọi điện chốt đơn trực tiếp, không có inbox nha mấy chết. Bàn năm cho chị Út Nguyễn. Cho em cân nặng chiều cao đi chị Đặng Thị Lý ơi. Dạ chưa có nha chị Hồng Duyên ơi. Bộ cổ bao lăng tâm chắc ngày mai hoặc ngày mốt em mới có hàng. Nếu mà kịp thì ngày mai có, còn trễ là ngày mốt nha chị. Đẹp xe số 5 em chốt cho chị Thanh Mai Phan Thị. Rồi vậy em xả cái bộ của chị Khánh Huyền lên nha. Chị Khánh Huyền là không có cho số điện thoại nha. Chế ơi là chế hotline luôn hay gì rồi. Em xả cái bộ mã xanh bơ C4 của chị Khánh Huyền lên nha. Chị Đặng Thị Lý cho em con nặng chiều cao nha chị ơi. Chị Út Nguyễn là 1m56-70kg rồi ok mà xoay số 5 nha chị. Chị Mai Trần ơi tùy nha chị ơi, thôi Facebook cái đó là do Facebook em cũng không biết nữa chị. Giờ nó muốn thông báo là nó thông báo, rồi nó muốn cho nghỉ là nó nghỉ vậy đó. Hết một rồi hai, còn một nào xem một không? Không. Nè, em bỏ. Rồi em lên cho cái chị bộ giỏ váy lỡ với chị. Bông vàng xe số 2 chị Thi Thi không có nha chị ơi. Em bấm bill ở bên mình có gửi tin nhắn rồi qua rồi, nhưng mà là không có hàng như em báo ở trên live luôn rồi đó. Bông vàng em không có ai xe số 2. Một mét 55 mà nặng 55kg là mặc xe số 2 nha chị Thị Lý ơi. Còn nếu như mà mình lớn tuổi thì mình lên xe số 3 thôi nha chị. Nếu mà mình lớn tuổi là từ 65-67 tuổi trở lên á thì mặc size số 3. Mà rộng rãi thoải mái, nếu mà chị cảm thấy mình tròn người nha, mình tròn người, mình mà mặc rộng rãi thoải mái thì mình lên size 3 giùm em nha. Còn chị cho cái dòng eo của chị đó, với cái đó là chị cho không có đúng, không có chuẩn á. Đó là em không có cân size được. Cho cân nặng chiều cao nha. Chứ tạng người hoặc là tuổi là ok nha. Bây giờ em không có lên bà ba nên em không có nhận đơn của chị nha chị Phương Thị Tiên. Rồi bộ em đang mặc nha các chị ơi, quần giỏ váy lỡ nha. Quần giỏ váy lỡ rất là đẹp luôn. Bộ em đang mặc là mã vàng nâu. Bộ này em còn từ size 2 trở lên. Size 2 là 55kg nha, size 3 là 60, size 4 là 65 và size 5 là 70 và size 6 là 75-76kg trở lại. Các chị đẹp nha em mặc vừa. Rồi bộ em đang mặc là em sẽ sale cho các chị nha. Bộ này em cũng còn lẻ ha. Bộ này em sale cho các chị còn 100.000 một bộ các chị. Chắc phải thun luôn nha các chị. Coi giảng 4 chiều giúp em. Em bán cho mấy chị 100.000 luôn. Lên giúp em mã này mã vàng nâu. Chốt em vàng nâu nha. Em thấy chị cho vòng eo 85, vòng ngực 95 là chuẩn không vậy chị? Chuẩn không vậy chị Đặng Thị Lý ơi? Nếu mà chuẩn vậy á, thì chị có tròn người thì chị lên size 3 nha. Không thì em lấy cho chị size số 2. Vàng nâu kèm size giúp em đi chị Thúy Nguyễn ơi. Rồi bộ em đang mặc em sale cho mấy chị giá 100.000 ha. Vàng nâu hình như em hết size 4 rồi chứ. Vàng nâu hiện tại là em còn được size 2, size 3 này, size 3 đúng rồi. 2, 3, 5, 6. Vàng nâu hiện tại là em còn được 2, 3, 5, 6. Vàng nâu 3 chốt cho chị My Nga Vũ Thị. Vàng nâu kèm size giúp em nha chị Cẩm Thúy ơi. Vàng nâu size số 3 chị Nguyễn Trân lên giúp em chiều cao kèm theo số điện thoại nha chị. Em đang mặc là quần giả váy và chất liệu vải thun nha chị Nguyễn Trân nha.
em thấy chị để cái avatar là chị, em thấy chị vẫn còn trẻ hả? Đó là cân nhắc mấy em giúp giùm em mấy cái mẫu này nha mấy chị ơi. Cân nhắc mấy em giúp em mấy mẫu này, cái chị coi kỹ giúp em rồi cái chị chốt nha. Em đang mặc là chất liệu vải thun nha. Vải thun. Rồi coi giãn 4 chiều giúp giùm em. Bộ em đang mặc là bộ quần giỏ váy lỡ. Giá 100.000 một bộ, phí ship bên em là 20.000 trên một đơn, em không có miễn ship. Các chị mua nhiều em cũng không có miễn ship được nha. Nên là mấy chị khách mới mua cân nhắc kỹ giúp em, nhìn kỹ nha mấy chị ơi. Lên giúp em cân nặng chiều cao và kèm theo số điện thoại luôn khách mới. Vàng nâu em chốt cho chị Minh Trí. Vàng nâu 6 cho chị Minh Trí rồi ok chị. Vàng nâu size số 3 cho chị Nguyễn Nguyễn. Chị Thúy Nguyễn size số 3 mặc vừa không chị? Size số 4 mình không có, mình lấy lên size 5 chứ sao mình lại xuống size. Thường đó là cái chị mặc chuẩn size 4 rồi thì cái chị lên size chứ xuống size là coi chừng mặc không vừa nha. Hàng sale là em không có hỗ trợ đổi trả, không có hỗ trợ tách đơn luôn chị Thúy Nguyễn. Ok không? Vàng nâu size số 3 cho chị Trần Thị Hoa. Xã của chị Minh Trí thì em thọ lấy. Minh Trí thì nó có. Ừ, vàng nâu 6 xã. Mét 57 62 kg là thường là mặc size số 4 đúng không chị? Chị gọn người không? Gọn người mặc size 3 mới vừa nha. Thường là ví dụ như hàng mà hết size thì mình lên size chứ mình xuống size thì mình mặc đâu có vừa. Bóp vô được chứ nới ra không có được. Rồi lên giúp giùm em bộ này chứ chị. Bộ này lên giúp giùm em là mã sọc. Lên giúp em mã này là mã sọc trắng. Chứ em mã này mã sọc trắng nha. Sọc trắng hoặc là beo trắng cũng được. Rồi giả nó mắc lại. Sọc trắng hoặc là beo trắng giúp giùm em. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã xanh ngọc. Giả này nó có kim tuyến nữa nha mấy chị. Chứ em mã này là mã xanh ngọc nha các chị. Quần giỏ váy lỡ giúp em nha. Quần giỏ váy lỡ. Chứ em mã này là mã xanh ngọc các chị. Xanh ngọc. Rất là đẹp luôn. Chứ em mã xanh ngọc. Rồi cái này các chị lên giúp giùm em là mã sọc xanh. Chứ em bộ này mã sọc xanh các chị. Sọc xanh nha. Vải cũng coi giãn 4 chiều giúp em luôn. Beo trắng size số 4 em hết luôn rồi chị. Size số 4 hiện tại bây giờ em còn được sọc xanh nè, mã ngọc nè, mã họa tiết với mã đẹp. Em còn được nhiêu đó? Ủa sọc trắng size 4 hả? Vậy là size 4. Ok, vậy là bộ này chị Tú Phụng có. Beo trắng size số 4 cho chị Tú Phụng. Sọc xanh size số 2. Sọc xanh em hết size số 2 rồi chứ ơi, em còn từ size 3, em còn 3, 4, 5. Sọc xanh này em còn được 3, 4, 5 hết 2 rồi. Chị Nguyễn Nguyễn có rồi nha chị ơi. Rồi chị Thúy Nguyễn là quyết định lấy size số 3 đúng không? Chị... Em không có hỗ trợ đổi trả nha chị ơi, vàng nâu size số 3. Thôi, vậy là chị Nguyễn Nguyễn chốt size 3 luôn đó. Nếu như chốt size 3 thì là hết rồi đó. Vậy hả? Rồi vậy là chị Thúy Nguyễn không có vàng nâu size số 3 nha chị ơi, em hết vàng nâu 3 luôn rồi. Chị Nguyễn Nguyễn là vàng nâu 3. Với lại là bộ hả? Chị Nguyễn Nguyễn đã có rồi mà. Chị bấm đi chưa? Nè chị bấm đi rồi. Một cái kia hả chị? Chị này tưởng là chị hỏi cái chị đó bạn số 4 mà thôi là sao? Không, chị Thúy Nguyễn đó. Còn chị Nguyễn Nguyễn chị chốt trước rồi. Đúng rồi. À, chị bấm nè. Vàng nâu 3 cho chị Nguyễn Nguyễn. Vậy là chị Thúy Nguyễn hết vàng nâu 3 luôn nha chị ơi. Vàng nâu xanh ngọc với sọc xanh size số 5. Ok, 3 bộ cho chị Ngô Tường Vân. Chị ơi, cái mã beo, cái mã sọc trắng đó em không có sọc đen nha chị, cái team em nha. Cái sọc trắng đó em còn size số 4 với size số 5 không à. Giờ hiện tại giờ em còn sọc trắng hoặc là beo trắng là em còn size số 5 thôi chị. Vàng nâu size số 3 em hết đó chị. Vàng nâu size số 5 cho chị Thúy Nguyễn. Ghề rộng bóp vô giùm em nha chị ơi. Hàng sale là không có hỗ trợ đổi trả nữa nha chị Thúy Nguyễn. Nghe kỹ giúp em nha. Rồi mình quyết định mình chốt nha. Tới đó mất công nói em khó khăn nữa. Rồi trả hàng tới trả hàng lui nó mất công mới chết. Lên
giúp chị, em mã này là mã đỏ nâu cái chị. Ủa quên, đỏ đô, lộn. Giúp em mã này là mã đỏ đô cái chị. Lên giúp giùm em mã này là mã đỏ đô cái chị đẹp nhà em ơi, đỏ đô. Rồi lên giúp giùm em bộ này là bộ xanh đen. Chốt em mã xanh đen nha, sọc trắng hiện tại bây giờ em còn size 5 không mà các chị. Chốt em mã này mã xanh đen các chị, rất là đẹp, xanh đen. Rồi chốt giúp giùm em mã này là mã đỏ, đỏ tươi. Lên giúp giùm em cái này là đỏ tươi. Dạ chị Kim Nguyễn ơi, hiện tại là em sẽ không có còn những cái màu mà mình chốt nha chị. Hình như là còn được có cái áo màu kem size số 5 thôi, còn mấy cái mã còn lại là em hết rồi. Xanh đen size số 2 em chốt cho. Xanh đen 2 hết luôn rồi. Xanh đen 2 ok, còn được một bộ. Xanh đen 2 cho chị Kitty Mel. Mã đẹp size số 2, chị Đặng Thị Lý quyết định là lấy mã đẹp size số 2 ha. Coi kỹ nha chị ơi, mã đẹp là cái bộ 16. Xanh đen size số 4 em hết rồi chị Thúy Nguyễn. Xanh đen là em còn size 3. Chị Trinh Nguyễn là em lấy cho chị Trinh Nguyễn là xanh đen 3 nha chị, xanh đen 4 em hết nha. Xanh đen hiện tại bây giờ em còn size 3 không à. 100 nghìn một bộ chứ ơi. Đây cái bộ đỏ này rất là đẹp nè các chị. Rồi lên giúp giùm em mã đây là mã họa tiết các chị. Họa tiết hiện tại là em còn được 2, 3, 4, 5, 6 còn không biết. Rồi 2, 3, 4, 5 lên giúp giùm em mã này là mã họa tiết. Đỏ đô size số 3 em hết rồi chị. Để em coi bộ con cầm size mấy. Size 2. Đỏ đô em còn được size 2, size 5 à. Xanh đen size số 3 cho chị Thúy Nguyễn. Rồi chốt em mã này mã họa tiết các chị ơi, mã họa tiết giúp em nha. Họa tiết. Rồi mã này lên giúp giùm em là mã đẹp. Chị ơi bây giờ hàng đó em không có trả lời chị còn mẫu nào nha chị Kim Nguyên ơi. Tại vì hàng đó bữa nay em không có like nha chị. Rồi lên giúp giùm em mã này nha các chị, mã đẹp. Mã đẹp em hiện tại em còn được 1, 4. Mã đẹp hiện tại em còn được size 1 với size 4 đó chị. Size 1 với size 4. 100 ngàn một bộ. Em sale còn 100 ngàn một bộ nha chị. Quần giỏ váy lỡ. Mẫu em đang cầm cho các chị là quần giỏ váy lỡ nha các chị ơi. Lên với em mã này là mã đẹp. Mã đẹp em còn được size số 1 với size số 4 nè các chị, rất là đẹp nha. Đẹp 1 với đẹp 4. Rồi xanh nâu. Xanh nâu em còn duy nhất một bộ size số 6. Đẹp 4 cho chị Trinh Nguyễn. Chị Trinh Nguyễn là chốt 2 size đúng không chị ơi? 2 size đúng không? Họa tiết trên size giúp em chị Nguyễn Trân ơi. Ống rộng size số 3 là em còn được caro, kẻ xanh, kẻ đỏ với lại là đỏ nâu như chị Quế Nhi nha. Lên giúp giùm em mã này là mã xanh nâu cái chị. Xanh nâu em còn được size số 6 và một bộ. Rồi mã lá. Lá em còn được size 2 với size 5. Họa tiết size số 3 cho chị Nguyễn Trân. Lên với em mã lá với chị. Mã lá em còn được size 2 với size 5 ha. Đẹp 4 cho chị Đông Phương Nguyễn Thị là em hết đẹp 4 nha. Lên giúp giùm em mã này là mã lá với chị. Lá em còn được size 2 với size 5. Lá 2 em chốt cho chị Kitty Mel. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã đẹp cho chị, mã đẹp. Đẹp em còn được bộ size 1. Em đang mặc là vàng nâu nha các chị ơi, em đang mặc là mã vàng nâu. Sale cho các chị đẹp nhà em còn 100 ngàn một bộ, quần giả mấy lỡ.
chị, của chị là hai bộ rồi đó. Rồi lên giúp em mã này là mã xanh ngọc đi các chị. Cho em mã xanh ngọc. Xanh ngọc là em còn được size 3, size 4, size 5 và size 6. Chốt em mã xanh ngọc, xanh ngọc em còn được 3, 4, 5, 6. Em là 1m58 nha các chị ơi, các chị nhìn cái chiều dài quần giùm em nha. Rồi lên giúp em mã này là mã sọc xanh. Sọc xanh em còn được 3, 4, 5 luôn. Ngọc 3 cho chị Nguyễn Nguyễn. Vàng nâu 5 cho chị Kim Cha Huỳnh. Rồi chốt giúp giùm em bộ này các chị. Sọc xanh. Sọc xanh em còn được 3 4 5 luôn ạ. 3 4 5. Đỏ nâu em còn được size 2 với size 5. Em không có tầm ý chị. Đỏ nâu em còn được size 2 với size 5. Ủa đỏ đô lộn. Sọc xanh 4 em chốt cho chị Trinh Nguyễn. Đỏ đô em còn được size 2 với size 5. Cái chị đẹp chốt em mã đỏ đô à. Đỏ đô em còn được size số 2 với size số 5. Cái chị chốt em mã đỏ đô. Rất là đẹp. Rồi đỏ tươi. Đỏ tươi em còn được 2, 3, 4, 5 luôn. Đỏ đâu xe số 2 em chốt cho chị Kitty Mail. Đỏ tươi em còn được 2, 3, 4, 5. Ủa 2, 3, 5 lộn. Không có 4 nha mấy chị ơi. 2, 3, 5 à. Chớ em mã đỏ tươi. Em cảm ơn chị miền Tây quê tôi. Coi có ai chia lại bớt đi chị. Coi có ai chia lại bớt đi chị. Đỏ tươi xe sọc xanh xe số 5 cho chị Linh Chi. Đỏ tươi xe số 3 cho chị Ngoan Võ. Tả vàng nâu lấy xa đỏ đô xe số 5 cho chị Thúy Nguyễn. Lên với em mã đỏ tươi cái chị rất là đẹp luôn. Đỏ tươi em còn được xe 2, xe 4 và xe 2, 3, 5 nha. Sọc xanh xe số 3 em hết rồi chứ ơi. Thằng mẫu mình còn không đó. Mẫu xe mấy ok sọc xanh xe 3 cho chị My Nga Vũ Thị. Đơn hàng của cô Quế Hồ hình như là gọi không có nghe máy của cô ơi. Cô Quế Hồ, ủa Quế Hồ mới đi gọi qua mới đi hả? Ừ Quế Hồ hôm qua em gọi nè. Ủa đơn của cô mới ngày hôm qua mà. Cái đơn của cô có bộ một ngày hôm qua là đàn mới đi ngày hôm qua mà cô bữa nay nó chưa tới là đúng rồi à. Nè cô Quế Hồ có một đơn gọi không có nghe máy nè. Chờ xử lý nè. Đơn hàng 190 ngày 12 tháng 12 tới bây giờ luôn. Đã qua hả? Nay ngày mấy hả? Nay ngày 13. Qua ngày 12. Là đơn của cô ngày hôm qua gọi không có bắt máy nha cô. Cái đơn dao đó thì gọi là mất máy, còn cái đơn mình chốt gọi mất máy. Đơn của cô, con nhờ giao lại cô để ý điện thoại giùm con nha.
trước chị thấy có cân quế hồ. Đỏ tươi xe số 3 em chốt cho chị Nguyễn Thanh Nhẫn. Dạ không có nha chị Ngoan Võ ơi, em không có hoa nhí mẫu này là chết. Đỏ tươi 4 em không có hả? Dạ ok, em cảm ơn chị miền Tây quê tôi. Rồi lên giúp giùm em mã này nha cả nhà mình. Mã này lên giúp giùm em là đỏ tươi ạ. Đỏ tươi hiện tại em còn size 2 với size 5. Rồi mã này lên giúp em mã họa tiết đi các chị. Họa tiết em còn được 2, 4, 5. Họa tiết hiện tại em còn được size 2, size 4 và size 5. Mã này mã họa tiết cái chị, họa tiết em còn được 2, 4, 5 cái chị đẹp chốt em nha. 2, 4, 5. Xong cái này em sẽ lên cho cái chị bộ cách tân nha các chị. Xong cái này em lên cho cái chị bộ cách tân màu. Rồi lên giúp giùm em bộ này đi cả nhà mình, bộ họa tiết. Đây là chị kích tim em mấy bộ rồi. Có gì mấy bạn nhà em thông báo cho chứ không sao đâu. Rồi lên giúp giùm em mã họa tiết cái chị. Mã họa tiết. Rồi xanh đen, xanh nâu em còn được một bộ size số 6 chị. Xanh nâu em còn được một bộ size số 6. À quên nữa, có thể em coi giùm chị cái mã nhí đỏ với mã nhí nâu cái đậm còn size 1 không? Chốt em mã xanh nâu. Các chị đẹp nha. Size 1 là em còn được mã đẹp chị Nguyễn Trinh ơi. Còn nhí nâu. Nhí đỏ. Một bộ 100.000 chị Thị Tình nha. Em chào chị Trọng Minh. Chị Nguyễn Trinh ơi, size số 1 là em còn được mã đẹp chị. Rút cho chị bộ mã đẹp size số 1. Xanh nâu này em còn được một bộ size số 6 các chị đẹp nha em. Em thấy cho chị cái cọc bộ ống rộng size số 3 đấy chị. Chị nào hỏi em ống rộng size số 3 này em giơ lên cho mấy chị coi nè. Ống rộng 130.000, ống rộng dài. Rồi bộ em mặc là mã đẹp. Bộ em mặc là mã đẹp chị. Size 6 là 70-75kg chị. Đẹp 1 em chốt cho chị Nguyễn Trinh. Size 1 mình còn có bộ này hả? Bộ duy nhất không? Còn có bộ duy nhất size số 1 luôn á chị. Chị nào hồi nãy hỏi em nè mấy chị. Chị nào hồi nãy hỏi em là bộ ống rộng mà bộ ống rộng bông dài còn họa tiết nào? Size số 3 là em còn được mã này là mã kẻ xanh, kẻ đỏ, caro với lại là đỏ nâu. Nãy chị nào hỏi em size 3 nè, còn được có nhiêu đây. Kẻ xanh em còn được 2 bộ, kẻ đỏ còn 2 bộ, caro còn được 2 bộ, đỏ nâu em còn được 1 bộ. Giá 130.000 một bộ. Rồi em lên cho các chị bộ cách tân đi các chị. Bộ cách tân nha, cách tân chất liệu vải solan. Thiêu em mới về. Đỏ đi cho nó đẹp. Bộ này là giá 160 nha các chị ơi, chất liệu vải solen và hàng thiêu trực tiếp giúp em nha. Bộ cách tân màu. Bộ cách tân màu nha các chị đẹp nha, em chất liệu vải solen ha. Hàng thiêu trực tiếp giúp em ạ. À. Rất là đẹp.
Hàng này là hàng có xẻ đinh nha các chị. Rồi bộ em đang mặc cái chị lên giúp giùm em là mã đỏ tươi nha các chị ơi. Đỏ này là đỏ ớt á. Bộ này em có size cho các chị 46 47 kg nha, đến 77 kg chị đẹp cho em mặc vừa. Đỏ đô size số 5 hết rồi chứ ơi. Đỏ đô size số 5 bộ dạ váy 100.000 em hết rồi chị Kim Cà Huỳnh ơi. Kim Cà Huỳnh. Rồi em đang mặc màu này các chị lên giúp giùm em là mã đỏ ớt ha, các chị hoặc đỏ tươi cũng được. Rồi, lên giúp giùm em là màu đen. Size 1 vẫn là 50 kg, size 2 là 55, size 3 là 60. Size 4 là 65, size 5 là 70 và size số 6 là 76 77 kg trở lại các chị đẹp nha em mặc vừa. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã đen các chị. Chốt em mã này là mã đen nha, đen. Rồi lên giúp giùm em cái này là xanh Cuban. Chốt em màu này màu xanh Cuban nè. Xanh Cuban các chị, rất là đẹp luôn. Chốt em xanh Cuban. Màu này lên giúp giùm em là màu hồng dao, màu hồng đào. Chốt em màu này màu hồng đào. Màu này rất là dễ mặc nè, màu hồng đào. 160.000 nha, chất liệu vải solen và hàng thiêu trực tiếp giúp em rất là đẹp. Rồi màu này lên giúp em màu cam đất các chị. Màu cam đất. Chốt em màu cam đất. Rất đẹp luôn, màu cam đất. Màu tím lục bình. Chốt em màu tím lục bình các chị. Tím lục bình. Tím Huế. Chốt em màu này màu tím Huế các chị, màu tím Huế. Rồi. Rồi em có màu xanh riêu cho các chị. Rồi em. Vậy đó chị, kiểu thì nó khác ha. Rồi lên giúp giùm em màu này là màu xanh rêu nha các chị. Chốt em màu xanh rêu. Rất là đẹp luôn các chị ơi. Chốt em màu xanh rêu nha, màu xanh rêu. Rồi, em có bao nhiêu màu đó cho các chị. Rồi lên giúp em màu này là mã đỏ nha các chị ơi. Lên giúp em màu đỏ nha. 160.000, rất là đẹp luôn. Chốt em mã đỏ. Chốt em màu này màu tím lục bình các chị. Lên với em màu này màu tím lục bình nha. Bộ cách tân 160.000. Chốt em tím lục bình. Đỏ nâu ống rộng dài size 3 cho chị Kim Đào. Hai bộ màu đen với màu xanh riêng size số 3 cho chị Võ Lon. Ok chị Võ Lon. Bộ em mặc là màu tím lục bình các chị, rất là đẹp luôn. 160. Hàng Solen ha, hàng thiêu trực tiếp chứ này. Số 3 là bộ cái tầm. Của chị Kim Đào thì bộ ống rộng. Chị Võ Lon là bộ cái tầm. Rồi chốt em màu này màu tím Huế đi chị, màu tím Huế. Rồi chốt em màu tím Huế nha. Lên giúp em màu tím Huế. Bộ này các chị mặc đi lễ đi chùa đều là ok luôn nha cả nhà mình. Rồi
màu này lên giúp giùm em là màu cam đất. Chứ em màu này màu cam đất cái chị Tiếng Huế size số 3 trước cho chị Hương lên. Đẹp quá đẹp luôn chứ ơi. Bộ này đẹp lắm. Màu cam đất cái chị. Chị nào mà ngại mặc màu đỏ thì cái chị chuyển qua màu cam đất nè. Màu này cũng rất là đẹp luôn nha. Chốt em màu cam đất cái chị, cam đất. Một cái 680kg hả chị em, chị tầm khoảng bao nhiêu chị Quang Dung ơi? Dạ. Chúng ơi có 3 mẫu rồi vẫn thích hả chị? Cái màu đó đẹp. Lên giúp giùm em màu này nha các chị ơi, màu cam đất giúp em nha, màu cam đất. Eo chị tầm khoảng 100-102 trở lại thì chị mặc vừa. Còn to hơn nữa thì em sợ không vừa nha chị. Rồi lên giúp giùm em bộ này. Bộ này lên giúp giùm em là màu hồng đào. Tím lục bình xe số 5 em chốt cho chị Mai Trương. Rồi chốt em màu này màu hồng đào. Chứ em màu hồng đào nha các chị đẹp nha, em đẹp lắm luôn. Hồng đào. Cái màu này rất là dễ mặc nha các chị. Rồi màu xanh coban cả nhà mình ơi. Tím Huế 6 với đen 6 em chốt cho chị Thanh Thúy. Chớ em màu này màu xanh coban đó chị. Chớ em màu xanh coban. Màu nào cũng đẹp hết các chị ơi. À, em thêu cho các chị đơn giản thôi nhưng mà nhìn nó rất là sang và nó rất là đẹp nha. Lên giúp giùm em màu này nha các chị ơi, màu xanh coban nha. Rồi, màu đen. Đỏ. Đỏ size số 4. Hồng đào size số 6 cho chị Thu Phạm. Ok chị Thu Phạm, hai bộ hai size. Màu đen giúp em cả nhà, màu đen. Chốt giúp em màu đen cả nhà. Lên giúp em màu đen ạ. Xanh coban size số 3 cho chị Loan Nguyễn. Chị Loan Nguyễn khách mới cho em chiều cao với số điện thoại chị Loan Nguyễn. Chị cho em xin thêm cái thông tin là chiều cao với số điện thoại nha. Mấy cái mũi cho nó ra thử rồi. Hồng đào xe số 5 em chốt cho chị Mai Trương. Em thấy số thoại của chị Long rồi. Cho em xin thêm cái chiều cao như chứ. Rồi lên giúp em màu đen đi cả nhà, màu đen. Đứng gần cho cái chị xem cái thiêu nè. Rất là đẹp nha. Thiêu trực tiếp nha các chị. Xanh riêu cả nhà, màu xanh riêu. 106 nha chị Nguyễn Phương ơi. Bộ cách tân em đang mặc chất liệu vải solen, hàng thêu trực tiếp nha chị. Giá 160.000 một bộ. Phí ship 20.000 trên một đơn nhé. Rồi em đang mặc màu này là màu xanh riêu cả nhà. Rồi em hết màu nha. Màu xanh riêu. Tổng cộng là em có 9 màu.
8 là 9 màu gì đó chị. 160 ngàn một bộ, rất là đẹp luôn. Rồi, chỗ em mã này, màu xanh riêng. Một mét 48 mà 57 kg hả chị? Chị tròn người thôi chị ơi, 1m57 mà 40 mấy kg, ủa 50 mấy kg là chị tròn người không? Không thì em chốt lên cho mình size số 3, với lại là về thì chị lên like áo giùm em nha, lên like áo giùm em. Này là ống nhỏ hết đúng không? Rồi em lên cho các chị bộ bà ba nguyên bộ nha. Em lên cho các chị bộ bà ba nguyên bộ. Và bộ này là em sẽ phối sẵn cho các chị luôn nha. Các chị phối quần sẵn nha. Em đã lấy sẵn. Chọn người vậy lấy lên size 3 nha chị. Của chị Lo Nguyễn là em chốt lên size 3 đi đó. Bộ ống rộng thêu bộ bông hồi nãy em còn size 3 nha chị. Bộ em đang mặc là bộ bà ba nha các chị ơi, bộ bà ba nha, phối với quần giả váy giúp em. Bộ này là giá 155 ngàn một bộ của chị. Chị tròn người, em hỏi chị tròn người không, chị nói chị tròn người, em chốt lên cho chị size 3, giờ chị quyết định chị lấy size đi, chị lấy size nào thì em lấy chị size đó. 57 kg, cao 1m48 là thường á, là em chốt size số 3 nha chị ơi. Size số 2 chị mặc không có vừa nha. Size số 2 bên em có 55 kg mà người ta cao 1m55 trở lên mới mặc size số 2. Còn chị có 1m48 mà chị 57 kg là chị phải lên size 3 giùm em. Còn chị muốn lấy size 2 thì em lấy size 2 cho. Có nha chị Ngọc Sòn ơi, nhưng mà hôm nay chứ không có lên bà ba áo lẻ chị. Bà ba áo lẻ em lên bữa giờ mấy like rồi. Rồi bộ em đang mặc nha các chị. Bộ em đang mặc bộ này các chị lên giúp chùm em là mã xanh dương. Xanh dương hiện tại là em còn được size số 2. Bộ em đang mặc các chị lên giúp chùm em là mã xanh dương nha. Em có bộ size số 2, 50-55 kg, các chị đẹp nhà em mặc vừa. Chốt giúp chùm em mã này là mã xanh dương các chị. Xanh dương bà còn phối với quần giả váy thì rất là đẹp nha các chị. Chốt em mã xanh dương với chị, xanh dương. Xanh dương không có size số 4. À, chị Mai Trương chốt xanh Cuba là chốt bộ cách tân hả chị? Chị Mai Trương chốt bộ cách tân hả chứ? Rồi em đang mặc, các chị lên giúp giùm em là mã xanh dương nha, xanh dương. Em có một bộ size số 2. 50-55 kg mặc vừa. Chốt em mã xanh dương. 155.000 bộ các chị. Lên với em bộ này là sơn thủy hồng. Bộ này bữa cái gì mà chốt em mã
này là mã sơn thủy hồng, em có một bộ luôn nha, size số 2 luôn. Dạ em không có chụp hình gửi mẫu nha chị Ngọc Sòn ơi. Chị nói cái chị chịu khó cái chị co like giùm em đi, em không có chụp hình nó chết, nó chế không có thời gian đâu ạ. Lên với em cái này là sơn thủy hồng. Bộ em đang mặc là mã xanh dương, chị Mai Trương không có size số 4. Nha, em có báo size cho mình hết rồi. Cái này em có mỗi một bộ, là em có mỗi một họa tiết em có một bộ, hai bộ à. Lên giúp giùm em mã này là mã họa tiết hồng ha. Sơn thủy hồng chứ, sơn thủy hồng em còn em cũng có một bộ size số 2 luôn. Mày giống size 1 giúp em. Chị mặc vừa luôn vậy. Hả? 50 đến 55 kg mặc vừa. Vậy là tại dễ bên nước hay sao? Tại dễ bên nước rồi đó. Chết rồi, đi mập ta, đi mập ta. Lên giúp dùm em mã này là mã hoa đi cái chị, mã hoa. Mã hoa em có một bộ size số 5 rất là đẹp luôn. Lên với em mã hoa nha. Bộ này em sẽ không có mặc thử nha mấy chị ơi. Bộ này nó bự hơn so với em nhiều, em mặc không có đẹp. Mấy chị mặc đẹp hơn. Mã hoa nha. Mã hoa em có size số 5 cho các chị nha. Size 66kg đến 70-71kg mặc vừa. Lên với em mã này là mã hoa. Em có một bộ size số 5. Rồi mã cam. Cam em có size 2, size 4 và size 5. Chị lên giúp giùm em là mã cam. Cam em có size 2, size 4 và size 5 ha. Cam. Lên với em mã cam với chị. Cam em có được size số 2, size số 4 và size số 5 với chị là đẹp đẹp. Lên giúp em mã là bông cam. Lên đúng với áo bà ba luôn là mã bông cam. Đẹp quá. Trong tới cái nhà mà mình đi chụp hình. Nôn dữ lắm. Nôn dữ lắm nôn rồi. Lên với em mã này là mã bông cam nha các chị ơi, bông cam. Bông cam size số 5 cho chị miền Tây quê tôi, ok chế đẹp. Lên với em đỏ cam. Đỏ cam em có một bộ size số 4 quần trắng. Ý, bộ này là quần ống nhỏ. Quần ống nhỏ là 135.000. 130 hả? 130.000. Quần ống nhỏ là 130.000. Bộ này là size số 4 nha các chị. Size số 4, size cho các chị đẹp nhà em 60 đến 65 kg mặc vừa. Nếu em đỏ cam, đỏ với quần trắng nha. Lên giúp em mã đỏ cam. Đỏ cam size số 4 nha các chị. Bông cam size số 5 hết rồi đó. Bông cam size số 5 em hết size 4 rồi. Chỗ anh hết size 5 rồi chứ ơi. Có một bộ một phần giờ còn size 2 với size 4 rồi. Mã này lên giúp giùm em mã nhí cam. Nhí cam em còn em có một bộ size số 4 luôn. Có với quần màu trắng luôn các chị. Quần ống nhỏ. Chốt em mã này là mã nhí cam ha, nhí cam rất là đẹp. Nhí cam em có bộ size 4 luôn, 61 62 kg đến 65 66 kg mặc vừa. Áo này nè, áo bèo này nè, giờ lại thì cái quần màu xám.
Ừ, xả ra bán cái áo thể vậy đó. Xôi nén rồi đó. Xôi nén. Lên với em mã này là mã beo hồng. Chớ em beo hồng nha các chị ơi, beo hồng em có một bộ size 2. Beo hồng em có một bộ size số 2 các chị đẹp, chớ em mã beo hồng. Beo hồng nha các chị, beo hồng. Bán hết là 30 cái đó. Beo hồng size số 2 cho chị Minh Trí. Size số 2 đó là 50 đến 55 kg thôi nha chị. Lên với em mã này là mã đẹp. Bộ ống nhỏ là 130.000. Em có đẹp 2 luôn. Ống nhỏ nha. 50 đến 55 kg. Bộ này thì 130. Chúc em mã đẹp. Mã đẹp này ra bán đi. Xếp thành áo rẻ đi. Rồi em tạm offline ở đây nha các chị ơi. Xuống like mấy bạn nhà em gọi điện chốt đơn cho các chị luôn nha.